vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mới Mỗi Ngày. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nóng nhất có trong ngày. Nam sinh bị điện giật qua đời vì đeo tai nghe khi sạc điện thoại. Vừa đeo tai nghe vừa sạc điện thoại, nam sinh lớp 10 không may bị điện giật qua đời khiến nhiều người bàng hoàng. Việc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại ẩn chứa nhiều nguy hiểm và từng gây ra rất nhiều sự cố đau lòng. Tuy nhiên, không ít người vẫn bỏ mặc mọi lời cảnh báo, tiếp tục sử dụng thói quen tai hại này. Và gần đây, thêm một sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Cụ thể, theo báo Giao thông đưa tin, vào sáng ngày 10 tháng 4, Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa có một nam sinh không qua khỏi do bị điện giật trong đêm. Nạn nhân là em NVS, học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 1. Được biết, vào khoảng 0 giờ ngày 9 tháng 4, khi cả nhà đang say giấc ngủ, thì ông D, bố nạn nhân đã nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng con trai. Ông vội vàng chạy sang thì thấy S bị điện giật qua đời. Trên tai vẫn còn đeo tai nghe. Nguồn tin xác nhận rằng em S qua đời vì vừa sạc điện thoại vừa đeo tai nghe và sử dụng thiết bị. Ngay sau khi sự việc thương tâm này được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận, bày tỏ sự thương tiếc đối với nam sinh không may mắn trong vụ việc. Một số nhắc nhở người thân bạn bè của mình về sự nguy hiểm của việc vừa đeo tai nghe, vừa sử dụng điện thoại và vừa sạc pin. Một tài khoản tên NHL chia sẻ, điện thoại cắm sạc mà còn đeo tai nghe khác gì cắm điện vào tai, nhiều vụ lắm rồi đấy. Các bạn trẻ dùng điện thoại thì làm ơn để ý đi. Bên cạnh đó, một số khác cho rằng ngoài lý do vừa dùng, vừa sạc, vừa đeo tai nghe thì còn một số nguyên nhân khác, đó là sử dụng sạc kém chất lượng. Người dùng TVC cho biết, nói thật đừng mất lòng, nhưng anh em hay ưa chuộng sạc rẻ. Tôi là người bán nên khuyên khách nên lấy sạc hãng hoặc sạc zin bóc máy. Vì tôi vừa được nhiều tiền hơn, lại an toàn, vẹn đôi đường. Thực tế trước đó đã có khá nhiều vụ việc thương tâm xảy ra vì người dùng vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin. Cụ thể, ngay đầu năm nay, một thiếu niên đã bị thương ở tay khi vừa sạc điện thoại vừa chơi game. Theo Thông tấn xã Việt Nam cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, người nhà đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân trong vụ việc này là em TXH 15 tuổi, trú tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Gia đình em H cho biết, trước khi xảy ra chuyện vài giờ, em H có sử dụng điện thoại đang sạc pin để chơi game. Sau đó, chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ làm tay em bị thương. Ngay sau đó, thiếu niên này được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên em được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Đã có rất nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến hành động vừa dùng vừa sạc điện thoại, thế nhưng người dùng vẫn thường xuyên bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo, dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm. Hy vọng sau vụ việc này, người dùng sẽ cẩn trọng hơn khi sử dụng điện thoại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Mới Mỗi Ngày. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Mới Mỗi Ngày.